Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Mở rộng điều tra vụ vạn thịnh phát, Tô Lâm có ẩn ý gì với tổng trọng? Trong năm 2023, liên quan đến tập đoàn vạn thịnh phát, ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan, truyền thông trong nước và quốc tế đã đưa ra những con số thiệt hại khủng khiếp trong vụ án tham nhũng này. Đây là một vụ án tham nhũng chưa từng có, cả về mức độ và quy mô, tồn tại trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Bất chấp những cảnh báo từ 10 năm trước của chính truyền thông nhà nước, nhưng lãnh đạo Việt Nam đã không quan tâm. Báo Vo Điện Hoa Nam buổi sáng trong một bài phân tích về vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan đã đưa ra một thắc mắc đáng chú ý. Vì sao còn quá nhiều điều nổi cộm chưa được điều tra làm rõ thì lãnh đạo Việt Nam lại cho dừng cuộc điều tra ở mức đáng ngạc nhiên? Và đây là hình Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Báo Hồng Kông này còn đặt câu hỏi vì sao Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm từ đầu tháng 10 năm 2022, nhưng đến nay mà vẫn chưa có quan chức chính phủ hay ngân hàng nhà nước nào bị xử lý kỷ luật về trách nhiệm liên quan. Đây là những điều hết sức bất thường trong khi đó, trên mạng xã hội đã có những đồn đoán cho biết, vụ án này theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không tiếp tục điều tra về trách nhiệm của ngân hàng nhà nước cũng như trách nhiệm của chính phủ. Ngày 27 tháng 12, Thông tấn xã Việt Nam đã loan tin với tựa đề: Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Bản tin cho biết thêm Bộ Công an đang điều tra mở rộng đại án Vạn Thịnh Phát và cho rằng bà Trương Mỹ Lan đã dùng hàng trăm ngàn tỷ đồng rút ruột từ SCB để mua nhiều bất động sản và chuyển tiền ra nước ngoài. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, cục phó C03 Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chuyển sang giai đoạn 2 của vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB sau khi kết thúc điều tra, truy tố ở giai đoạn 1. Bộ Công an còn cho biết đây là một vụ án rất lớn cùng với số lượng bị can nhiều nên họ phải tách ra để điều tra ở giai đoạn 2. Trong đó có tập trung làm rõ hành vi, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu. Giới quan sát thì cho rằng, việc mở rộng điều tra đại án Vạn Thịnh Phát trong giai đoạn 2 cũng chỉ liên quan tới những thông tin cũ mà Bộ Công an đã đưa trước đây về rất nhiều bất động sản ở vị trí đắc địa được gọi là các khu đất vàng hay khu đất kim cương có giá trị hàng ngàn tỷ đồng ở các thành phố lớn. Việc Bộ Công an quyết định điều tra mở rộng đối với hành vi rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan là điều phù hợp, cần thiết và đáng hoan nghênh. Trong dữ liệu được hiệp hội các nhà điều tra quốc tế công bố, trong hồ sơ Panama hồi tháng 5 năm 2016 đã cho thấy những cái tên giống với tên lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Trương Mỹ Lan và Chu Nap Nick Eric. Theo đó, ông Chu thường được biết là Chu Lập Cơ, một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông và là chồng của bà Trương Mỹ Lan. Và đây là hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Người có quan hệ đặc biệt với bà Trương Mỹ Lan. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, cả hai vợ chồng ông Chu Lập Cơ và bà Trương Mỹ Lan đều bị khởi tố để điều tra về tội rửa tiền. Báo Tiền Phong cho biết, ông Chu Lập Cơ đã gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng nhưng mới chỉ nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Một vấn đề mà công luận Việt Nam đang hết sức quan tâm, đó là câu hỏi vì sao và lỗ hỏng nào đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành thời gian dài như vậy mà không bị phát hiện. Đây là một vấn đề được cho là hết sức nhạy cảm mà ban lãnh đạo Hà Nội hết sức tránh né, thậm chí không dám đối diện với những sự thật được đánh giá là những quả bom tấn có thể làm rung rinh chế độ hiện nay. Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 15 tháng 12, bà Trương Mỹ Lan đã bị truy tố về các tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với khung hình phạt lên đến tử hình. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng, rút ruột ngân hàng SCB gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy. Cụ thể như sau, trong vòng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái vạn thịnh phát của bà đã được SCB bơm gần 1 triệu 67 ngàn tỷ đồng tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ không thể thu hồi. Ngoài ra, bằng cách lập các hồ sơ vay vốn khống, bà Lan đã chiếm đoạt của SCB trên 300.000 tỷ đồng, tức khoảng 12,5 tỷ đô la. Được biết, trong số tiền kể trên, bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng tới 93% vào những mục đích khác nhau. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Để tránh bị phát hiện, bà Trương Mỹ Lan đã dùng tiền để mua chuộc toàn bộ ban lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước, cũng như vô hiệu hóa đoàn thanh tra của chính phủ, cũng như của Ngân hàng Nhà nước. Cho tới nay, câu hỏi bằng cách nào mà bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền lừa đảo để mua và sở hữu 156 bất động sản, đa số là công sản thuộc sở hữu của nhà nước, nằm ở những khu vực đắt tại trung tâm quận 1 Sài Gòn. Chắc chắn bà Lan phải có các mối quan hệ với giới chức chính trị cấp cao. Phải chăng đó mới là lý do thật sự khiến cuộc điều tra đã phải dừng lại. Và cũng không loại trừ một khả năng rất cao liên quan tới sự che chắn, thậm chí là có sự dính líu trực tiếp của Tổng bí thư Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Mở rộng điều tra Vạn Thịnh Phát, Tô Lâm có ẩn ý gì với Tổng Trọng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bất đồng giữa Tổng trọng và Thủ tướng Chính về ngoại giao cây tre cho thấy điều gì? Chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay vẫn được giới quan sát quốc tế đánh giá là chính sách ngoại giao đu dây, không kiên định. Tổng bí thư trọng gọi đó là chính sách ngoại giao cây tre. Năm 2023, Việt Nam đã liên tiếp nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm 2023 và Nhật Bản vào tháng 12 năm 2023. Điều này được đánh giá là bước tiến mới trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Ngày 28 tháng 12, BBC Tiếng Việt có bài bình luận về chính sách đối ngoại của ban lãnh đạo Hà Nội, bài phân tích của tác giả Quảng Trí với tiêu đề sự vênh nhau giữa các vị lãnh đạo ở Hội nghị Ngoại giao 32. Và đây là hình BBC, sự vênh nhau giữa các vị lãnh đạo ở Hội nghị Ngoại giao 32. Tác giả đánh giá sự vênh nhau trong quan điểm đối ngoại, đánh giá cục diện tình hình và tìm kế sách ứng phó giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính là câu chuyện của tư duy. Theo đó, ngành ngoại giao Việt Nam đã tổ chức hội nghị ngoại giao lần thứ 32 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12. Trong 5 ngày họp, ngoài việc đánh giá cục diện quốc tế để tìm đối sách phù hợp, lần này hội nghị còn có thêm một công việc mới, đó là thảo luận về đề án chiến lược xây dựng và phát triển ngành ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội nghị này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu và thể hiện quan điểm, phân biệt rạch ròi và tuyên bố công khai ba nước có quan hệ đặc biệt, đó là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Tác giả quản trí phân tích nhiều vấn đề từ quan điểm của ông Trọng, nhất là việc ông Trọng đặt ba vấn đề này lên trên cả các đối tác chiến lược toàn diện như Hoa Kỳ, Nhật Bản. Điều đó cho thấy ông Trọng coi mối quan hệ giữa ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia cũng như mối quan hệ với trung quốc vẫn theo tư duy từ thời chiến tranh lạnh quan trọng hơn tác giả tiết lộ tham dự hội nghị ngoại giao nói trên sau đó một ngày trong phát biểu chỉ đạo của mình thủ tướng phạm minh chính thì cho rằng ngoại giao cây tre ở việt nam trong lĩnh vực kinh tế còn bị động ngoại giao kinh tế vẫn chưa thành hệ thống còn manh múng chia cắt chưa có trọng tâm trọng điểm và đây là hình thủ tướng việt nam phạm minh chính theo giới quan sát, dẫu thủ tướng chính chỉ đề cập trong lĩnh vực kinh tế, nhưng hàm ý ở đây của ông phạm minh chính phải chăng đã gián tiếp chỉ trích chủ thuyết ngoại giao cây tre của tổng bí thư nguyễn phú trọng nặng nề ứng phó thay vì hành động có tính chủ động nhất là thể hiện vai trò lãnh đạo trong các thể chế ở tầm khu vực điều này càng cho thấy lâu nay tổng bí thư đảng cộng sản việt nam thường bị đánh giá là một chính khách bảo thủ và nu trì trệ trong tư duy. Mặt khác, việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được cho là chưa sử dụng thành thạo smartphone hay máy vi tính trong thế giới phẳng ngày nay là điều đáng báo động. Giáo sư Alex Vuvin từ Trung tâm nghiên cứu an ninh Châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã từng đưa ra nhận xét rằng chính sách ngoại giao cây tre chỉ phát huy tác dụng thời hậu chiến tranh lạnh, còn bây giờ quan hệ quốc tế đã chuyển sang pha mới. Thời kỳ đối đầu Đông Tây, ngày nay có Mỹ và phương Tây một bên, còn phía bên kia Trung Quốc và Nga. Vẫn theo giáo sư Alex, những mô hình từng sử dụng từ thời hậu chiến tranh lạnh không thể áp dụng được nữa. Cạnh tranh chiến lược mới giữa các nước lớn ngày càng gây gắt, thì cây tre Việt Nam hoàn toàn có thể bị con gấu trúc Trung Quốc gặm nhắm dần dần cho nên Việt Nam phải tìm một phương thức mới. Và đây là hình Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rõ ràng cho thấy có quá nhiều sự khập khiển. Trong lúc tình hình thế giới và khu vực cũng như tư duy trong chính sách đối ngoại toàn cầu đã và đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, nhưng Tổng Bí thư Trọng vẫn kiên định với thứ tư duy còn rơi rớt từ thời hậu chiến tranh lạnh là điều hết sức nguy hiểm vẫn còn may với tư duy phản biện Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dũng cảm chỉ ra những sai lầm của Tổng bí thư Trọng, điều mà trước đây không ai dám nói. Trong khi mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây là xóa sổ tất cả các quốc gia độc tài, các thể chế chính trị chuyên quyền, vì đó là mầm móng của sự bất ổn toàn cầu. Một khi ban lãnh đạo Hà Nội vẫn còn sử dụng chính sách nước đôi như hiện nay vẫn dựa vào Trung Quốc và Nga để bảo vệ chế độ độc tài, đồng thời dựa vào Hoa Kỳ và phương Tây để phát triển kinh tế thì không bao giờ Mỹ và phương Tây đối xử và giúp đỡ thật lòng đối với Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin bất đồng giữa tổng trọng và thủ tướng chính về ngoại giao cây tre cho thấy điều gì? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.